Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ác quỷ ghé thăm. Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tai ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai và chị Nguyễn Thị Loan ở tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày định mệnh đó là ngày mùng 2 tháng 2, buổi sáng trước khi đi làm, anh Trịnh Duy Oai vẫn còn hẹn chiều tối về sẽ đưa vợ con đi siêu thị sắm đồ. Vậy mà không ngờ, tối đó anh đã mất đi người vợ thân yêu của mình. Sau khi tan giờ làm, anh đi thẳng một mạch về nhà. Về đến nơi, thấy cửa đã khóa, anh Oai hỏi hàng xóm thì được biết lúc trưa chị Loan có gửi cháu Trịnh Thị Kim Khuê ở nhà kế bên để đi chặt củi trên đồi tràm. Đến sẩm tối vẫn chưa thấy vợ về, anh Oai hốt hoảng chạy ra khu đồi tràm để tìm Loan, nhưng không thấy. Đi sâu vào đồi tràm hoang vắng, tối om, anh soi đèn pin thì thấy có hai bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây. Anh gào lên gọi vợ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng văng vẳng của chính anh. Nghi có chuyện chẳng lành, anh lập tức chạy xe ra trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, công an xã Phước Tân đã huy động lực lượng cùng với dân quân tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Nhưng chị Loan vẫn biệt tích một cách khó hiểu. Sau một đêm ròng rã, tìm khắp nơi từ đồng ruộng đến khu dân cư, kể cả những cánh rừng tràm bạt ngàn, vẫn không một ai tìm ra tung tích của chị Loan. Huy động thêm lực lượng tìm kiếm, sau đó dân quân xã Phước Tân đã phát hiện dụng cụ mà hàng ngày chị Loan dùng để đốn củi, vứt cạnh những cành củi khô, vương vãi. Tất cả các bụi cây, hốc đá trong rừng tràm đều được mọi người lục tung lên, nhưng vẫn không phát hiện thêm được gì. Tột cùng của tội ác. Khi trời đã nhá nhem tối, sau nhiều giờ tìm kiếm đến khu vực suối Cầu Quan cạnh khu rừng tràm, anh Oai thấy một bụi tre rậm rạp mọc nhô ra cạnh dòng nước. Xung quanh bụi tre là những cành gai ngả xuống. Sợ vợ trong lúc chặt củi về có thể đã trượt chân ngã xuống khu vực này, anh Oai lội xuống tìm kiếm. Khi kéo từng túi xác, vạch từng cành tre ra, anh Oai thấy lạnh người khi sờ phải một vật gì đó mềm mềm. Vội vàng kéo lên, anh Oai cùng mọi người thấy có một bàn chân thò ra. Đắm mình xuống nước để lần theo đôi chân, thấy đầu được cột chặt ở gốc tre dưới đáy suối. Kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, anh Oai đã ngất xỉu, không biết gì. Ngay sau khi thi hài được đưa lên khỏi lòng suối, mọi người kinh hoàng nhận ra đó chính là chị Loan. Tuy nhiên có một điều mà người dân còn bùn rùn hơn, đó là phần bụng đã không còn nội tạng. Em tố anh ruột là hung thủ. Nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi truy tìm dấu vết hung thủ, thì một đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án. Vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án, có một thanh niên dáng vóc nhỏ, nước da ngăm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm. Khẩn trương giả soát, các trinh sát biết được đối tượng có mặt ở địa phương là Trần Anh Phúc, sinh năm 1990, thường được gọi là Phúc Rồng Xanh, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua điều tra nhân thân, Phúc có hai người vợ, hai đứa con, bản thân là đối tượng lưu manh, thất nghiệp, nghiện ngập và mới tới địa phương 3 ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Trong khi cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, thì một nguồn tin của trinh sát báo về, trên cơ thể Phúc có những dấu vết lạ với những vết xây sát, bầm tím. Ngay lập tức, Phúc bị triệu tập về trụ sở công an để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Phúc leo lẻo chối mình vô tội. Hắn khai, nhìn thấy hai người đàn ông lạ đánh bắt cá tại nơi thi hài nạn nhân được tìm thấy vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, cán bộ điều tra thấy lời khai trên có dấu hiệu gian dối nên trực tiếp xoáy vào những vết cào xước trên mặt gã. Phúc giải thích do giận vợ con,
nên tối hôm trước hắn bỏ đi chơi cùng với đám người đồng tính và bị đám người này sàm sỡ nên chống trả và bị xây xát. Khi lời khai này bị lực lượng công an bác bỏ, sau nhiều giờ quanh co chối tội, Phúc ôm mặt nức nở. Đúng là em bị cào, nhưng là do anh ruột em là Trần Ngọc Quý gây ra khi em cố ngăn cản anh ấy giở trò thô bỉ với chị Loan. Phúc khai, vào chiều ngày 2 tháng 2, trong lúc đi qua rừng tràm, hắn nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong lùm cây, liền chạy vào thì nhìn thấy anh Quý đang cưỡng tình một phụ nữ. Hắn nhảy vào can ngăn, liền bị anh trai ra tay, cào vào mặt phải bỏ chạy về nhà. Sau đó không biết gì nữa. Ngay lập tức, Trần Ngọc Quý bị triệu tập đưa về công an xã lấy lời khai. Sau nhiều giờ xét hỏi, Phúc tố cáo, Quý chối không. Cả hai anh em một mực kêu oan rằng mình không liên quan đến vụ án. Nhưng chính chi tiết giằng co giữa hai anh em ruột đã làm bộc lộ các mâu thuẫn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi đã có đủ niềm tin để nhận định Phúc chính là hung thủ, ban chuyên án đã họp kín và chuyển hẳn mục tiêu sang đối tượng Trần Anh Phúc. Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt Phúc, quyết đoán, tuyên bố: hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ, chẳng qua chúng tôi muốn tạo điều kiện để anh ăn năn, hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt, nhưng không ngờ anh quá cứng đầu. Đã vậy, chúng tôi sẽ lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân, xét nghiệm ADN, trong vòng 1 giờ sẽ có kết quả. Đến lúc đó anh có khai nhận thì cũng không giảm nhẹ hình phạt. Nghe xong câu nói này, Phúc đỏ hoe mắt rồi sụp người xuống, hai tay ôm đầu, giọng nói lạc hẳn đi. Sau vài phút im lặng, hắn xin hút liên tiếp 5 điếu thuốc và bắt đầu khai hết tội lỗi của mình. Lời khai rùng rợn. Khoảng 12 giờ trưa ngày 2 tháng 2, sau khi đã uống rượu với bạn bè, Phúc đi ra khu vực vườn tràm ở cầu Suối Quan thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân để tiêm thuốc, rồi nằm luôn ở đây. 14 giờ cùng ngày, thấy chị Loan đang chặt củi, Phúc liền lại gần làm quen và mượn đồ chặt củi của chị để chặt củi giúp. Thấy Phúc nồng nặc hơi men mà lại chặt những cành cây to, nên chị Loan bảo hắn chặt những cành cây nhỏ thôi và đòi lại. Phúc tức giận cãi lại, chị Loan nói: mày nhỏ tuổi mà ngang ngược. Bị mắng, Phúc đi về phòng trọ, lấy hung khí ra với ý định sẽ sát hại chị Loan. Lúc quay lại, hắn thấy thiếu phụ này vẫn đang chặt củi một mình, nên nảy sinh ý định đổi bại. Bị nạn nhân vùng vẫy, chống trả quyết liệt, Phúc liền ghi nạn nhân đến tắt thở. Sau đó hắn thực hiện hành vi cưỡng tình. Hành sự xong, để che giấu tội ác của mình, Phúc kéo thi hài xuống con suối cách hiện trường khoảng 20 mét. Sợ thi hài sẽ nổi lên mặt nước, hắn liền dùng hung khí lấy toàn bộ phần phủ tạng ra, rồi thả trôi theo dòng nước. Sau đó hắn cột thi hài vào một gốc cây chìm sâu dưới mặt nước tới 1 mét. Với tội danh của hắn, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình với Trần Anh Phúc. Những ngày đầu mới vào trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai, Phúc lúc lầm lì, lúc la hét cả đêm và nhiều lần xé áo quần với mục đích kết thúc cuộc đời, quyên sinh, nhưng đã được phát hiện cứu sống. Trong thời gian chờ thi hành án, Phúc đã viết đơn xin ân xá gửi Chủ tịch nước nhưng không được chấp nhận. Khi không còn tự định đoạt được sự sống của mình, cộng thêm việc hàng đêm không ngủ được bởi những ám ảnh về tội ác man dợ đã gây ra, y rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm thay lời sám hối. Những ngày được sống tuy ngắn ngủi nhưng tử tù Trần Anh Phúc vẫn được vợ con thường xuyên đến thăm nom như nguồn động viên, an ủi. Để mỗi lúc nhớ vợ con, Phúc lại ngồi tỉ mẩn, đan tỉa kết lại những dòng chữ thương vợ, nhớ con từ những ống hút nước bằng nhựa để giành được như niềm vui cuối cùng của một tử tù xin được thi hành án sớm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.